Xin chào các bác, anh em chúng em đã có mặt tại nhà anh Ban. Ở đây gọi là khoái sâu Hưng Yên. Đó là đặt cho anh Ban bộ dàn cao kê. Chúng em đã đến nơi rồi đây các bác. Đây đang xuống hàng để đi vào đây lắp bộ dàn này. Đây là sư 12. Còn hôm nay bên em đi mấy bộ nên là nhân tiện đây là bộ lắp thứ hai. Bộ thứ hai cho anh Ban. X200 Pro. Nước 3-1 Plus. Đúng không? X22. Để tiếp tục một bộ dàn nữa nhà lắp cho bố mẹ vợ đấy, mẹ vợ anh Ban. Vừa chào ông đấy, tuyệt vời quá. Đây rồi, để hai đôi loa hai bên đấy. Sau đó một quả trầm ở dưới. Đây là anh lắp cho bố mẹ vợ chứ không phải. Đây tuyệt vời quá. Sao dạo này em lắp rất nhiều những cái trường hợp như anh, không phải mua cho mình mà mua cho bố mẹ. Nhà nó có bộ nào chưa anh? Nhà trước cũng có rồi. Nhưng mà mua cũng lâu rồi đúng không? Vâng, lâu rồi. Bây giờ thì đầu tư cho ông bà bộ mới. Vâng, có hai ông bà. Vâng ạ, thế tuyệt vời quá. Cảm ơn, ok được thì sang tháng này lắp với nhà em. Sang tháng này lắp nữa, vâng ạ, tuyệt vời. Sang cái nhà của em khả năng em thay bộ cũ đi. Vâng. Thế anh Ban là theo dõi bọn em lâu chưa? Lâu rồi anh. Được bao lâu rồi? 6-7 tháng rồi. Biết bọn em là qua kênh nào? Tính đông à? Thế à, hay quá. Hôm nay tiện em đi lắp mấy bộ. Vâng. Vừa rồi mới lắp à? Mình để ý lâu rồi cho nên là cảm thấy ok được, bác này chốt luôn. Dạ, cảm ơn anh. Anh em quan trọng của nhau là chính. Dạ, em cảm ơn anh. Cái bộ này anh chọn là bộ bán cũng chặn. Vâng, nhiều người chơi rồi. Đây rồi, một chiếc loa bên này, một chiếc loa bên kia, đẩy vào mic. Gom dây làm đây đã. Cả nước yêu thương ôm về mà.
nhưng mà ý là cô đang viêm họng ấy, không kéo được. Viêm họng mà còn ấy nhẹ thế mà hết viêm họng nó còn nhẹ nữa. Thế. Vâng. Còn hết viêm họng thì hay rồi. Còn thấy anh quá tuyệt vời luôn, mua tặng cô. Mua tặng cho ông bà cái ghế massage này. Xong rồi. Hôm đấy bây giờ lại. Sao lại mua bộ âm thanh? Làm cái nhà này đầu tư hết từ A đến Z cho ông bà đấy. Ủa thế á? Ôi tuyệt vời. Thế thế bà thấy con rẻ đáng đồng tiền văn gạo không? Đáng. Bà thấy bộ này cho anh mua tặng bà thì bà thấy hài lòng chưa? Hài lòng. Mãn nguyện. Mát ruột nhỉ? Mát lòng mát ruột. Các cụ bảo. Dạ con phơm mắt gì rồi sửa đấy. Bây giờ là thật ra là thôi, chúng nó thương ông bà, như ông bà thì nó cứ đầu tư cho ông bà. Căn nhà này ông bà chỉ đủ tiền mua đất, ông bà chỉ Lào Cai này không? À đấy ạ. Chỉ đủ tiền mua đất rồi nhà cửa từ A đến Z rồi tất cả nhà các bạn tiền đi trong nhà đây, bàn ghế là em lo hết. Anh nói hết. Ôi tuyệt vời quá nhỉ. Tuyệt vời. Thế bà phải để mấy con gái như này thì không phải là. Tiếc quá, hai cô. Ngày xưa bà đi công tác gì thì đẻ có hai cô. Ừ, thế bà nữa đi. Thôi, đang thấy thế là bà đang ốm mà thôi, chém thế là. Ông bà không đau ơi. Ông hát bài ông ơi.